nó lên đèn rồi hả? Đúng rồi, lên đèn rồi. Hi, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mây Lang Thang. Hôm nay là chiều cuối tuần, hai cha con mình đi dạo chơi công viên Landmark 81 và quay video clip chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh công viên Landmark 81 luôn. Cuối tuần thì đông vui và sôi động, mời cô chú anh chị và các bạn cùng dạo chơi công viên Landmark 81 với cha con mình. Rồi con đi đi, con đi đi, đi đi trước đi. Đây đông người quá rồi ba ơi. Ừ, đi qua khu trò chơi chơi. Ủa, trò chơi đâu? Khu trò chơi ở bên khu trẻ em á. Ủa hả? Ủa, có nước không? Ở đó có cả người. Cái chỗ nước phun nó nằm ở ngay đây nè. Ừ. Nhưng mà chưa có. Chưa, chút tối mới có không? Nhảy chung. Bà nói là tối mà, tối mới có. Chuyện nào trời tối thui luôn là có. Nhưng mà con có vui chơi rồi, bây giờ không có. Ồ, ở bên kia đông quá trời kìa. Bây giờ không có vui chơi. Đi qua đây, đi qua đây. Đúng rồi. Đi, đi tiếp đi, đi tiếp đi. Đi tiếp nè Phát ơi. Dạ, đi tiếp. Ừ, đi. Này, nắm tay ba đi nè. Ủa ba. Ủa ba không? Con nhẫn con đi ra vui chơi là cái gì vậy ba? Cái vui chơi. Má, má, má. Gì con? Đi, đi, đi lại coi cá nè. Cá ăn quá chừng luôn kìa. Đâu, đâu, đâu. Con đi từ từ thôi, đi từ từ. Má, con đi ra chỗ nào có vui chơi. Con làm gì không? Chút nữa tới liền à. Đi vòng vòng ra đằng kia. Hả? Ở công viên Landmark 81 này có một cái dòng sông nhân tạo, dòng kênh nhân tạo. Ở đây thì người ta thả cá, người ta nuôi rất là nhiều luôn cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị các bạn lại cùng ngắm cá với mình. Con coi cá không? Coi cá bên này nè, bên này. Kìa, cá nhiều lắm nè, lại đây coi. Coi một chút thôi. Đây, đây lại coi một chút thôi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Sao lâu trời tối quá vậy ba? Nè Phát ơi. Ủa sao giống cởi heo vậy? Dây. Cá đang nó quá chừng luôn kìa. Em quá chừng cá chém luôn kìa. Cá nào lớn không? Có cá nào lớn không? Ủa sao toàn là cá nhỏ vậy? Ui dồi ôi cá. Đi lại coi, đi lại coi. Đó, cá lớn đó. Con làm gì, con đó làm gì? Có cá trê nữa kìa má. Cá trê nữa đó. Cá gì mà bự vậy? Đủ loại cá luôn, cá chép, cá trê. Đâu phải cá trê, cá ngát á. Ừ, cá ngát á. Ồ, cá nó bự cái đầu nữa kìa. Ừ, cá ngát á. Cá đây, cá nhỏ đó. Phía trước mặt cô chú anh chị các bạn là một cái bãi cỏ trung tâm của công viên Landmark 81. Ở đây thì rất là nhiều người đến đây để thả diều, ngồi tám chuyện, ăn uống. Rất là vui. Nè nè, con cầm tay bên này của ba nè.
Vậy ba chở con đi vô Nhật Bản đi qua. Chút nữa đi, đi đi vòng bên đây đi rồi đi qua Nhật Bản. Đấy. Ủa đi vòng qua luôn hả ba? À. Đi vòng qua Việt Nam rồi tới Nhật Bản. Đi lại con mấy anh thả diều kìa. Ba. Rồi đi vòng Việt Nam rồi chút đi qua Nhật Bản đi. Ủa Nhật Bản đâu? Nhật Bản đâu? Công viên Nhật Bản chứ không phải Nhật Bản con. Rồi đi coi cá nữa, đi. Đi coi cá, đi coi cá. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Đi qua dẫn đi qua bên công viên Nhật Bản coi cá nè. Đây đây chính là Nhật Bản rồi ba. Đây không phải, đây là... chưa phải. Đây là Việt Nam. Ừ. Đó, Nhật Bản bên kia kìa. Đi đi con đi trước đi, ba đi sau, ba quay con. Đi. Có cá to mà, 1 triệu con. Con cá ở trong số cái xung quanh hồ này nó không? Đúng rồi. 1 triệu con cá luôn á. Con cá là con cá nấy là nó bự bằng bàn tay luôn nè, bự hơn bàn tay ba luôn. Vậy mình có thể tìm được con cá bự nhất trong đây không? Được chứ. Ồ nắng đẹp ghê chưa? Nắng đẹp ghê chưa? Là con chạy hét. Nè đứng qua đó ba chụp cho tấm hình. Đứng qua đó đi. Nắng. Đi. Ui mặt trời sắp lặn rồi kìa ba. Ồ nắng đẹp mà. Nắng đời quá. Rồi đi tiếp đi con, đi tiếp đi. Dạ. Tuần nào mới tới Nhật Bản vậy ba? Sắp tới Nhật Bản rồi. Mời cô chú anh chị các bạn cùng hai cha con mình đi đến công viên Nhật Bản. Con mình đã nói là đi đến đây là sẽ biến thành người Nhật Bản luôn và sẽ đi đến nước Nhật Bản luôn. Ở bên trong công viên Nhật Bản thì có những cái công trình kiến trúc nó mô phỏng lại với những hình ảnh của đất nước Nhật Bản. Và đặc biệt là có một cái hồ cá để nuôi cá koi. Con nào con nấy béo ú và màu sắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị các bạn. Rồi không còn thấy mặt trời nữa rồi ba ơi. Tại vì mình đi qua mặt trời rồi đó. Không phải mặt trời lặn xuống rồi. Mặt trời lặn rồi. Rồi con đi. Mặt trời nó càng lặn ba ơi. Đúng rồi. Mặt trời. Đi lại cái cầu màu đỏ đó phát. Đi. Cái cầu màu đỏ nó sẽ dẫn mình đến tới Nhật Bản hả ba? Đúng rồi. Cầu đỏ đó hả? Đúng rồi, đi thẳng lại cầu màu đỏ luôn. Đúng rồi. Thẳng cầu đỏ đi. Mình có thể tới được Nhật Bản hả ba? Chính xác gì? Tất nhiều rồi. Phải có Nhật Bản mới vui chứ. Nhật Bản là sao? Từ Việt Nam lên tới Nhật Bản luôn. Nhật Bản xa lắm nha. Tới bờ tới trung bình nữa đó. Việt Nam của chúng ta mới đi khéo léo thôi. Nói gì ba không hiểu. Cái cầu ở đó sẽ dẫn chúng ta đi đến vùng khác ha. Đi lại đằng cái cổng kia kìa đi vô. Nhưng mà con qua cái cổng này là con sẽ tới Nhật Bản á. Qua cái cổng nào? Cổng này nè. Con sẽ đi du hành thời gian giống như Doraemon luôn á ba. Giống như Doraemon luôn. Nè, đi vô cái cổng này là mình tới Nhật Bản nè. Đúng rồi. Chuẩn bị tinh thần. Ở Nhật Bản đâu? Ở Nhật Bản đây á hả? Đúng rồi. Cổng Nhật Bản đi 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 tìm con cá coi bự nè. Ok. Đi tìm con cá coi bự nè. Đây. Bây giờ tới cái đặc biệt nhất chính là mình đã qua. Đây, con cá bên này, đi bên này. Con đi trước đi. Ui, sao là khỏi sỏi không vậy trời? Đó là con đường Nhật Bản đó. Con đường Nhật Bản đó hả? Đúng rồi. Ui, đây chính là nước Nhật Bản rồi. Không phải đâu. Đúng rồi, qua nước Nhật Bản rồi đó. Kìa con cá coi bự kìa, con thấy chưa? Đâu? Đó. Đâu? Con chưa thấy. Từ từ nó con té xuống nha. Ôi, con cá gì bự hả? Con quá đâu đâu bự. Bự hơn con cá lúc nãy luôn. Đâu? Con đâu có thấy đâu. Nè, con cá màu trắng kìa.
Con ngồi một lát nó bung lại à. Con ngồi một lát nó bung lại à. Chừng nào nó mới bung lại. Ủa ở đây nói tiếng gì à? Ủa đúng rồi hả? Ở Nhật Bản mà sao nói tiếng gì? Ở Nhật Bản với mọi người Việt Nam. Nhưng mà mình là người Nhật Bản rồi ba ơi, nó đổi tên rồi nồi. À mình biết là người Nhật Bản hết rồi hả? Đi lại cái cầu chơi không? Nhưng mà cái nếu mà Nhật mình qua cái cánh cộng lại thì nó sẽ biến thành mình thành Việt Nam lại. Nó sẽ biến mình thành Việt Nam lại. Cái cổng cảnh, cái cổng gì kỳ vậy? Chờ nãy giờ nó còn chưa bu lại luôn á. Vậy vậy nước đó không? Con muốn đi lên nhà cao tầng, nhà cao tầng Thái Lan, đi lên cầu đất thôi. Kìa quá chừng cá bự luôn kìa, thấy chưa? Mà nó mới bu lại vậy ba. Ui bên kia gì kìa? Ô con cá kìa, nó mập ú u luôn như phát như con luôn phát. Nó mập vậy nè bà. Thấy ba giống như là mình Nhật Bản mình đang đi qua. Còn có xoáy nước nữa hả ba? Quá thiệt thiệt nè. Ba ơi xoáy nước thiệt kìa. Cái đó là cái lọc nước con. Cái bơm oxy á chứ phải xoáy nước. Vậy mình đi lại đó coi. Đây đây. Đi lại nước oxy coi. Nó sẽ như thế nào, nó cái răng ướt quần ướt áo không ta? Oxy cho mấy con cái. Mình đi qua cái cầu này là mình thấy dường như là nó là qua Thái Lan rồi đó ba. Đâu vẫn còn ở Nhật Bản mà. Mình ở Nhật Bản đó ba. Ừ. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng nghe nhạc và ngắm cá coi với hai cha con mình. Mê không? Ôi con mời cái xoáy tự thần này kia. Nào, 1, 2, 3 nè. Bên này có cái xoáy nữa nè, bên này có xoáy nữa nè. Đâu? Cái này hả? Xoáy đâu? Nè, bên này nè. Có lên chỗ 3 thì lên 2 lên. Xoáy nó hả? Đâu phải xoáy đâu. Đó không phải là xoáy không? Đó là xoáy đó. Xoáy nữa, phải không? Phải. Ôi nó bu lại kìa. Ở đây nó bu lại quá chừng luôn. À ba ơi ba. Trời sắp tối rồi. Con ngồi xuống đi, con ngồi xuống để té con bây giờ. Ừ mấy con cá. Ừ xoáy tử thần và 1000 con cá. Cái đó là cái lọc rác phải xoáy tử thần. Nhưng mà con thấy nó hút nước kìa, là xoáy tử thần rồi đó. Kìa con thấy nó hút nước nhưng mà cái rác nó ấy lại kìa không? Để cho cái hồ nó sạch đó, đừng có rác á. Em đi. Ủa rồi hút nước còn người cá này không sống. Em đây chị ơi. Wow, con cá nó bự kìa phát. Nguyên con cá là bự. Wow. Con cá. Coi chừng nha. Nếu mà xoáy tử thần
cầu nước mất nước thì thôi. Đi bên này, đi bên này. Đi lên tới đây. Nè Phát ơi, đi cẩn thận té bây giờ con. Sau khi nghe nhạc và ngắm cá coi đã đời thì hai cha con đi tới khu trò chơi để chơi cho con mình nó chơi. Nãy giờ là nó nôn, ảnh nôn nóng, ảnh muốn đến khu trò chơi ảnh chơi lắm rồi. Giờ mình sẽ dắt ảnh tới khu trò chơi cho ảnh thỏa sức chơi đùa. Đi đi đi, tới rồi. Ở nước chúng ta có vòi rồng hay không? Không con. Con có muốn xuống dưới chơi con thuyền không? Đi 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 vòng lần kia rồi xuống chơi. Rồi để ba lấy nước cho. Ngồi đây đi, ngồi đây đi. Con làm gì vậy? Bỏ dép ra đi con, bỏ dép ngoài đó đi. Phát ơi, bỏ dép ngoài ngay gần dép ba đó. Cẩn thận nha. Bên này trượt bên này nè. Trống à. Trượt nha. Rồi trượt đi. Đi bên này Phát ơi, bên này Phát ơi. Máy bán hàng ở đây có bán xin nách nữa nè Phát. Lên tàu hải tặc chưa? Lên. Đi. Đấy. Rồi con leo lên đi.
Cái này là súng để bác đó Phát. Con bắn đi, con nhắm đi, con đưa con mắt vô, đưa con mắt vô. Thấy được gì không? Con thấy được gì không? Con thấy được bên kia. Hay là mình bám lỡ vô cái tàu của mình luôn rồi. Ai, nhìn vô nè. Con quay vòng tròn đi, con quay vòng tròn đi. Con xoay vòng tròn đi. Cái đâu ghê quá. Đến đây thì video clip của Mây Lang Thang xin phép được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video clip tiếp theo.